Sáng nay Quốc hội vừa thông qua Luật căn cước để thay thế cho Luật căn cước công dân. Theo đó, thẻ căn cước công dân sẽ được đổi tên thành thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bên cạnh các thông tin được in trên thẻ căn cước, không còn quê quán và số vận tải. Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước. Cùng với hình thức phương thức quản lý số đảm bảo tính đại chúng, việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ. Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính dân sự ngày càng tiện lợi. Thẻ căn cước có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả. Thông tin được in trên thẻ căn cước cũng không còn bao gồm quê quán và dấu vân tay, mà trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Việc đổi thẻ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ngoài ra, luật quy định thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.